Từ hôm nay bạn này sẽ chuyển đến lớp ta. Các em cho bạn rạng pháo tay đi. Thấy nhỏ đó làm sao? Nhỏ mới vô đó. Nó ghét dễ sợ. Đi học mày làm quá. Đi học thôi mà, đúng không? Ê, ba. Ba, nói nghe. Bà thấy nhỏ đó làm sao? Thấy ghét. Trời ơi, đi học mày làm quá à. Nhưng mà tôi thấy nó cũng dễ thương mà. Làm sao? Giờ bà theo phe nó phải không? Ê mấy bà, cô lập nhỏ này luôn đi. Không có, tôi theo phe bà, tôi theo phe bà mà. Vậy mới đoàn kết chứ, đúng không? Ai muốn nói? Tôi muốn nói. Cùng đón xem Tôi Muốn Nói phát sóng vào thứ sáu lúc 20 giờ trên Zan TV.